Xin chào quý vị và bà con nông dân. Giải mây dông hoạt động mạnh sẽ là tác nhân khiến cho cường độ mưa có xu hướng gia tăng tại các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc. Dự báo từ hôm nay đến ngày 14 tháng 9, tại đây có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 200mm. Mưa cũng có xu hướng gia tăng tại miền Trung nhưng sẽ muộn hơn so với Bắc Bộ do giải mây dông sẽ đẩy lùi dần về phía Nam. Dự báo mưa chủ yếu tập trung trong ngày 13 và 14 tháng 9, sau đó thì mưa sẽ giảm dần. Do có mưa, nhiệt độ tại đây giảm từ 1 đến 2 độ, dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, trời mát. Thưa bà con, đến thời điểm này thì toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hoạch xong hơn 24.000 ha lúa, chỉ còn chưa đến 1.000 ha gieo cấy muộn hoặc xạ lại do nắng nóng, chuột gây hại đầu vụ. Trong số gần 1.000 ha chưa thu hoạch thì có khoảng 700 ha ở huyện A Lưới gieo cấy muộn so với khung lịch thời vụ do tập quán canh tác của bà con. Số diện tích chưa thu hoạch còn lại tập trung tại một số địa phương ở thành phố Huế, Phú Vang. Để tránh thiệt hại do mưa lũ có thể đến sớm, mấy ngày nay nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa còn lại. Mặc dù lúa chưa chín đều và thiếu nắng để phơi, nhưng hiện nay bà con vẫn quyết định gặt với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Nếu không có mưa vào buổi chiều tối thì các diện tích trên sẽ thu hoạch xong trong vài ngày tới. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trong ngày 12-13 tháng 9 sẽ còn có mưa dông nhiều nơi. Riêng khu vực Nam Bộ có mưa to đến rất to. Mưa dông lượng lớn hơn tập trung nhiều về cuối ngày, nhất là trong khung giờ tan tầm. Nhiệt độ chưa có nhiều biến động, chủ yếu dao động từ 27-30 độ tại Tây Nguyên và từ 30-33 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Từ ngày 14 tháng 9, mưa có xu hướng giảm. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ cho các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.